Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu con game mới ra rút thưởng qua ATM. Rất uy tín đó là game Cu Phun. Đường link tải game mình để ở dưới mô tả nhé. Vét sạch tiền mua tặng người bán vé số ngày ra tù và góc khuất ít biết của trùng giang hồ hải bánh. Trước cổng trại giam ngày ra tù, không giấu nổi xúc động, hải bánh đã rơi nước mắt và vét sạch số tiền 1.8 triệu đồng trong túi để mua ủng hộ người bán vé số. Sáng ngày 27 tháng 1, sau hơn 20 năm thụ án về tội giết người tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, Nguyễn Tuấn Hải, biệt danh Hải Bánh, vừa được ra tù. Nhiều người thân đã tập trung trước cổng trại giam Xuân Lộc để đón Hải Bánh. Trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, trước cổng trại giam, không giấu nổi xúc động, Hải Bánh đã rơi nước mắt khi mãn hạn tù và vét sạch số tiền 1.8 triệu đồng trong túi để mua ủng hộ người bán vé số. Từng là đối tượng giang hồ trong băng nhóm Năm Cam, năm 2003, Hải Bánh bị tòa án tuyên mức án chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, Hải Bánh còn chịu hình phạt 1 năm tù trong vụ cố ý gây thương tích tại quán ăn Tân Hải Vân. Tổng hợp hình phạt mà Hải chịu án là chung thân. Những năm tháng thụ án tù, đôi lần Hải từng tâm sự với báo chí, thể hiện sự ân hận, dây dứt hé lộ những góc khuất ít người biết về cuộc đời của cựu giang hồ. Chia sẻ với báo chí về những việc sai trái mình đã làm trong quá khứ, Hải Bánh nói, nằm trong xà liêm đối diện cái chết và nghĩ đến tất cả những gì mình đã làm trước đây, nó cứ như phim. Lúc đấy chính cái niềm ân hận, lúc nào nó cũng dây dứt trong người mình. Hải từng kể, năm 1998, sau khi mãn hạn tù, Hải quyết định chọn Sài Gòn để lập nghiệp. Hải mở tiệm cắt tóc, gội đầu và lấy tên con gái để đặt tên cho tiệm của mình. Theo lời của Hải, dự định hoàng lương của Hải đã bị phá tan tành vì bà Trùng Dung Hà Nam Tiến. Năm 2010, sau 9 năm bị bắt vì bắn chết Trùng Giang Hồ Dung Hà, trong tù, Hải từng tâm sự, lúc Hoàng Kim, em thiếu gì đàn em, chiến hữu, tình nhân. Nhưng khi em ngã ngựa thì cả thảy biệt dạng. Cựu Giang Hồ cũng nói, không buồn vì đó là luật chơi của giang hồ và cũng không trách khi vợ đi lấy chồng khác. Em không giận, không trách gì cô ấy đâu, có trách là trách mình có mà không biết giữ gìn, để rồi khi mất mới biết mình từng có, hãy tâm sự với nhà báo. Đại úy Phan Hồng Lam, Phó Giám thị trại giam Xuân Lộc từng nhận xét, nếu đi đúng đường, hải bánh có thể trở thành một người thành công, bởi sự tài hoa như có sẵn trong máu anh ta vậy. Theo lời kể của Đại úy Lam, trong tù, thời gian rảnh rỗi hải đã tìm đến sách vở ngoài công việc chăm sóc và cắt tỉa cây cối hải bánh còn rất thích vẽ tranh đại úy lam cũng cho hay trong một lần trò chuyện hải từng bột bạch khi vợ sinh con gái hải rất mừng vì sẽ không có một thằng chí phèo con ra đời những ngày tháng trong tù cựu giang hồ cũng tâm sự nói thật em cố giữ mạng sống là để đền tội với mẹ và con dẫu có muộn màng linh game cu phun ở dưới mô tả